Một trong những khâu yếu nhất hiện nay trong công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân là việc thực hiện và theo dõi các nghị quyết, kiến nghị giám sát khi có những vấn đề chất vấn, giám sát, thậm chí tái giám sát nhiều lần nhưng chưa có nhiều chuyển biến trong thực tế, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Một trong những nguyên nhân quan trọng là chưa có những quy định của pháp luật cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu của đơn vị, cơ quan tổ chức chịu sự giám sát, cùng với đó là sự chưa chủ động theo dõi, kịp thời đôn đốc của các đơn vị thực hiện. Sau hơn 6 năm chờ đợi, Hội đồng Nhân dân các địa phương đã đón nhận và đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 594 ngày 12 tháng 9 năm 2022 hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực, Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân các địa phương, nghị quyết hết sức cần thiết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ khóa 16 đến nay, việc giám sát, đôn đốc và đưa ra các giải pháp với các dự án chậm tiến độ của thành phố Hà Nội luôn được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, thực hiện thông qua nhiều chuyên đề giám sát, các phiên chất vấn và giải trình tại các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thông qua các phiên chất vấn, giải trình, cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn câu trả lời vì sao các dự án chậm tiến độ, thậm chí chậm nhiều năm. Tại sao thành phố chưa có giải pháp và đến khi nào tháo gỡ được thực trạng này? Đây là không khí phiên chất vấn diễn ra tại kỳ họp thường kỳ thứ 9 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16. Tại phiên họp, tiến độ nhiều dự án cấp bách như xử lý nước thải, rác thải hay các dự án như khu đất 148 Giảng Võ, trung tâm triển lãm Giảng Võ, dù thu hồi đất đã lâu nhưng chưa được triển khai và đã được tiếp tục tái giám sát, chất vấn. Bao giờ thì chúng ta có thể như thế là điều chỉnh xong được các cái thủ tục nếu như mà chúng ta quyết tâm giao cho hai cái nhà đầu tư này. Và trong trường hợp nếu như hai nhà đầu tư không có năng lực thì thành phố có cái chủ trương gì để mà chúng ta đẩy nhanh tiến độ hai cái dự án nhà máy rác này? 7-8 năm mà chưa triển khai ở cái chỗ Châu Can này và cứ đề nghị điều chỉnh từ quy mô rồi đến công nghệ. Tốt nhất là đề nghị chỗ Sở Kế hoạch Đầu tư là thể hiện rõ quan điểm là không thực hiện là thu hồi để chúng ta kêu gọi đầu tư hoặc là đầu tư công. Đề nghị các sở ngành trước thì hứa đầu năm 2022 thì đề nghị các sở chỉ trong vòng tháng thôi. Các đồng chí là phải báo cáo đề xuất với Ủy ban thành phố. Trạm bơm Yên Nghĩa để tiêu thoát nước cho khu vực phía tây thành phố đã chậm thực hiện trong vòng 10 năm qua. Hà Nội thì chúng ta vừa biết là có rất nhiều trận mưa và cũng đã gây úng ngập cục bộ. Xin hỏi là đối với đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp là cái việc chậm triển khai dự án này có phải là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng úng ngập cục bộ ở khu vực phía tây? Thứ hai nữa là nguyên nhân chậm triển khai của dự án này, trách nhiệm của cơ quan đơn vị nào? Dự án thì đã được phê duyệt từ năm 2013. Thứ hai là qua hai lần điều chỉnh. Lần điều chỉnh thứ nhất là năm 2019, lần điều chỉnh thứ hai là năm 2021. Thì cái thời gian thực hiện của dự án là đến hết năm 2022 thì sẽ phải hoàn thành. Thế như vậy là theo báo cáo của hai đơn vị ấy, thì cái đầu mối của chúng ta đến nay thì đã thực hiện hoàn thành xong. Đấy, còn đang tập trung vào triển khai 5,7 km liên quan đến cái kênh Na Khê để cái dẫn nước vào trận bơm. Nhưng là qua ý kiến của đại biểu Dũng ấy, thì tôi cũng phải khẳng định là cái nguyên nhân chậm thì trách nhiệm này trước hết thuộc về Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là chủ đầu tư. Và sau đó thì cũng có một phần của Hoài Đức và đặc biệt nhất là Hà Đông. Dự án chung cư 148 Giảng Võ, quận Ba Đình khởi công từ năm 2016 đến nay vẫn quây tôn. Thì theo quy định thì các dự án trên là không triển khai thì 12 tháng thu hồi và gia hạn 24 tháng. Thì tổ đại biểu Thạch Thất xin đề nghị đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết quan điểm và giải pháp khắc phục nội dung trên. Thế mặc dù là một cái dự án thành phần có liên quan đối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, tuy nhiên là theo tiến trình của chủ quản lý sử dụng đất là Công ty Cổ phần Triển lãm Việt Nam đã là chủ quản lý sử dụng đất khu vực đất này rồi. Thì thời gian vừa qua thì dưới sự quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban thành phố thì chúng ta cũng chỉ đạo trong việc mà định hướng lại cái quy hoạch chi tiết 1/500. Theo đó là đến thời điểm này thì nhà đầu tư cũng trên cơ sở tổng hợp các cái pháp luật có liên quan thì cũng đề xuất là sẽ không thực hiện cái mô hình giải pháp về cái quy hoạch chi tiết 1/500 10 tòa 50 tầng nữa.
ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri cũng là kênh thông tin giúp Thường trực Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân Hà Nội có thêm cơ sở tiếp tục theo dõi, đôn đốc, thực hiện các kiến nghị giám sát. Tại cuộc tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy mới đây, một lần nữa cử tri lại nêu lên những bất cập tại dự án công viên Hồ Điều Hòa chậm tiến độ đã 16 năm thuộc phường Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy với mức vốn đầu tư lên đến 1.600 tỷ đồng. Dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2016. Nhưng sau gần 20 năm, công viên này vẫn là bãi đất trống ngổn ngang. Đây là một trong những dự án chậm tiến độ đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiều khóa chất vấn, giám sát, thậm chí tái giám sát nhưng kết quả vẫn không đạt như mong muốn. Mà nếu hiện nay mà nói thì trên Hà Nội không thiếu gì các dự án treo. Trong đó có những dự án treo tôi biết là cái dự án treo ở chỗ Yên Hòa đã 20 năm nay rồi. Dân người đấy vô cùng khổ cực. Ví dụ thế, ở cái dự án treo đó chưa được 30 năm nay, 20 năm nay rồi. Xây nhà, dân xây nhà thì không được phép xây nhà. Mà nếu mà còn cứ ở như vậy thì rất khổ. Thế và toàn thành phố chúng ta hiện nay cũng đang xác định khoảng cỡ 700 dự án đầu tư ở mức độ là chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, mức độ dự án đã ra cấp đất nhưng chậm triển khai, có các cái dấu hiệu tiến độ chậm đối với luật đất đai. Thì thành phố lập ra những cái tổ công tác kiểm tra, rà soát, rồi tổ kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đất đai để thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, rồi các cái kế hoạch của Ủy ban thành phố và các cái chỉ đạo của thành ủy. Vừa qua thì sơ bộ là khoảng khoảng gần 10 dự án quy mô khoảng 700 hecta chúng tôi sẽ dự kiến thua đợt này. Mà tôi nói là cái chỗ cái công viên Hồ Điều Hòa chỗ Nam Trung Yên này rất chậm, tôi nói rõ như vậy. Đây là cái dự án là trong cái dự án chậm triển khai. Hôm nay thì rất là hoan nghênh đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Dương Đức Tuất cũng đã nói rõ cái lộ trình, tôi đề nghị cái nội dung này quận rồi các sở ngành liên quan, các đồng chí phải có trách nhiệm, các đồng chí thực hiện nội dung này chứ không thể nào để mà các quý vị cử tri rồi nhân dân nói chúng ta làm, mà nói chúng ta làm chúng ta phải bằng cái sản phẩm công việc của mình. Qua giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đến nay, 379 dự án chậm triển khai đã có kết luận cụ thể đề xuất xử lý, trong đó có 30 dự án được kiến nghị thu hồi, đến nay đã thu hồi 10 dự án, 35 dự án gia hạn tiến độ theo luật đất đai, 77 dự án đã được các chủ đầu tư tích cực khắc phục, đưa đất vào sử dụng. Cũng nhờ đó, đạo các sở ngành liên quan đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm hơn, công khai minh bạch, rõ quy trình, xác định cụ thể hơn thời hạn đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố các biện pháp xử lý nghiêm với các chủ đầu tư chây ý này. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng, tổng giá trị đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nhưng Hà Nội cũng là địa phương có nhiều dự án chậm và đưa vào sử dụng nhất cả nước. Chính vì vậy, việc tiếp tục thực hiện các chuyên đề giám sát các dự án chậm tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra những giải pháp để tránh lãng phí nguồn lực không đáng có là vấn đề được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội luôn trăn trở, để làm thế nào sau khi giám sát, các kiến nghị giám sát được thực hiện nghiêm túc hơn, tránh tình trạng 3 đến 5 năm sau lại phải giám sát lại đúng những vấn đề đã giám sát. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát là vấn đề Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ưu tiên đặt trọng tâm trong nhiệm kỳ này. Trong đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tăng cường hơn các cuộc giám sát đột xuất với các vấn đề đang nổi lên, được cử tri và dư luận quan tâm. Tuy nhiên, nếu phương thức giám sát vẫn hình thức, nghe trình bày báo cáo, chưa nhiều hoạt động khảo sát, kiểm chứng, thì việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, việc thực hiện kết luận giám sát sẽ rất hình thức. Là trong thời gian vừa qua, chúng ta làm, nhưng mà đúng là vừa làm, chúng ta vừa phải nhìn nhận lại vấn đề đó. Mà trong một số những các đối tượng chưa được quy định rõ trong các luật, đặc biệt là trong luật tổ chức chính quyền địa phương. Do vậy, như ý kiến một số các đơn vị nói, chúng ta là phải có một cái quy trình dưới luật, văn bản dưới luật hay là quy trình đó, hoặc cần thiết chúng ta phải sửa luật. Việc này cũng đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân báo cáo với Quốc hội. Của các đồng chí từ chủ tịch ủy ban, các phó chủ tịch ủy ban, rồi các cơ quan đơn vị sở ngành quận huyện là sẽ đưa vào trong một cái phụ lục, gọi là phụ lục cam kết hứa với cử tri rõ thời gian. Và thưa các đồng chí, là chúng tôi tới đây đã sẽ tính là kể cả cái việc đã hứa chất vấn thì sẽ lại chất vấn lại đúng cái nội dung mà đồng chí hứa, và thưa các đồng chí là sẽ đi theo tận cùng của vấn đề. Nhưng mà tới đây nhé, thì thưa các đồng chí là Hội đồng Nhân dân sẽ đưa ra là nghị quyết chất vấn giống như Quốc hội, chị Yên ạ. Đấy, mình làm cách thức nó phải đẩy lên một cấp độ nó cao hơn như vậy.
Thế và đặc biệt là trong cái thông báo kết luận chất vấn ấy thì toàn bộ các cam kết của các đồng chí từ chủ tịch ủy ban, các phó chủ tịch ủy ban rồi các cơ quan đơn vị sở ngành, quận huyện là sẽ đưa vào trong một cái phụ lục gọi là phụ lục cam kết hứa với cử tri. Rõ thời gian. Và thưa các đồng chí là chúng tôi tới đây là sẽ tính là kể cả cái việc đã hứa chất vấn thì sẽ lại chất vấn lại đúng cái nội dung mà đồng chí hứa, và thưa các đồng chí là sẽ đi theo tận cùng của vấn đề. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 594 hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp, tập trung hướng dẫn 5 nhóm vấn đề chính, gồm chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, hoạt động chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, hoạt động chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân, giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, hoạt động giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Xem xét việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình. Nên chăng là phải có những quy định, những hướng dẫn để có cái sự kết nối và phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động giám sát, rồi chủ thể giám sát. Mỗi cái thì mỗi nội dung nó có chủ thể khác nhau, rồi hoạt động giám sát nó khác nhau. Từ cái khâu xây dựng chương trình giám sát, xây dựng và quyết định chương trình giám sát. Thứ hai là tổ chức giám sát trên thực tế này. Trên này mình làm thế thì địa phương người ta làm thế nào? Hay là cưỡi ngựa xem hoa đi xuống, hay là nghe mấy cái báo cáo thế rồi khen nhau, rồi bắt đầu là, hoặc là lúc đầu thì như con voi, rồi cuối cùng dần cắt gọt hết. Đến lên tận và từng trực rồi thì chẳng còn gì nữa, ra hội đồng cùng quản lý. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Vì nếu là cái giám sát ở tầm quốc hội là hay là ở hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì là cái tầm bao quát vô lớn, giải quyết những vấn đề lớn về mặt chính sách. Nhưng mà còn ở cái tầm huyện, tầm xã thì cơ bản là cái bước này là cái bước triển khai thực hiện và thực thi thôi. Thì nó phải đi vào những vấn đề nó mang tính cụ thể. Chứ còn nếu mà mình cứ lan man thì nó phân tán. Thì tôi đề nghị là cái chỗ này là tôi nhất trí cái chỗ là cái điểm này. Cái điểm này là rất là trúng với lại ở cơ sở. Thì đây là cái chỗ này là phải nhấn mạnh hơn. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng nghị quyết thực sự là cơ sở để nâng cao hơn nữa vai trò vị thế của Hội đồng Nhân dân các cấp, trong đó có việc đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Bây giờ thưa các đồng chí nhé, là định kỳ là 30 tháng 3 và 30 tháng 8 là sẽ yêu cầu báo cáo về kết quả các anh thực hiện những lời hứa cam kết chất vấn giải trình như thế nào. Đấy. Tức là định lượng chứ không phải là chỉ có buông trôi khi mà coi như là mình cứ đưa ra. Thế và cái quan trọng nữa, thưa các đồng chí, là ngoài cái việc báo cáo xem xét, nếu các báo cáo mà các đồng chí chưa giải quyết được theo cái nội dung đó thì cũng sẽ phải yêu cầu báo cáo tại Thường trực Hội đồng Nhân dân. Nếu tại cái hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân như vậy mà anh không giải quyết được nữa thì sẽ đưa ra Hội đồng Nhân dân. Cái quan trọng nữa là đăng toàn bộ cái thông tin công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng. Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc thực hiện triển khai nghị quyết 594. Cùng với việc thực hiện đề án 15 của Thành ủy, việc thực hiện nghị quyết 594 cũng là cơ sở để đưa hoạt động của Hội đồng Nhân dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn nữa.